Tháng Giêng là tháng ăn chơi thì hôm nay chỉ có mùng 8 Tết thôi. Cho nên hôm nay Thanh Trì sẽ chọn một bài hát mà có lẽ nó rất là xưa, nó rất là cũ, nhưng mà trong cái bài hát này những cái lời ca cho Thanh Trì mượn lời ca để gửi tới tất cả quý vị lời chúc tốt đẹp trong năm mới. Tất cả mời tất cả quý vị thưởng thức nhạc phẩm Câu Chuyện Đầu Năm.